Và để chuẩn bị cho mỗi lần mà mình quay video thì mình ngoài chuẩn bị máy quay ra, ngoài chuẩn bị những cái nhân vật chính ra và chuẩn bị với một cái tâm thế để nói chuyện trò chuyện với anh em, chia sẻ cho anh em, thì ngoài đây video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn, các anh em và các bác là cái này nó không xài bằng cái này được ha. Những cái mẫu kia thì nó xài bằng cái này, nhưng mà riêng cái dây của cái loại này ấy, nó xài bằng cách là mình mở bên dưới này. Cái loại này thì mở nó cũng hơi nặng, hơi cực hơn tí, nhưng mà nhiều khi mình nghĩ nó sẽ dễ hơn so với cái mẫu này. Cái mẫu này là cái dạng là cái loại dây nó xài dây nhanh này, mình có làm ở những video khác rồi, còn hôm nay mình sẽ mở trực tiếp xài bằng tô vít bẹp kết hợp với tô vít bẹp, cùng với đó là mình sẽ dùng cái kìm nữa để trợ lực cho cái quá trình mà mình gỡ nó trở nên nhanh và nó dễ dàng hơn. Ok, bây giờ những cái dây này đây thì mình tầm là mình cắt mấy mắt đây, mình sẽ đo lại này. Anh em cũng như vậy nhé, làm tương tự nhé. Hoặc anh em có thể gửi sản phẩm về bên mình, à, quên, mình đâu phải bán hàng đâu, mình đâu phải sửa đồng hồ đâu, mình làm thế kỳ quá. Đây, tầm này ha, ui nhiều đấy anh em ạ, thấy bà luôn, hơi nhiều luôn, tầm đến cắt đây này anh em, vãi, cắt từ đây đến đây luôn, vừa không trời? Hay vẫn còn rộng ta? Cắt vậy đi nha, cứ cắt vậy đi, cắt bên này trước đi, cắt một bên thôi cho nó dễ. Anh em cắt mà cắt vừa kết bên này cắt bên kia nữa cực lắm. Đây, cái đầu tiên là các anh em mở cái này ra trước này,